Theo thông tin cho biết gia đình Á Hậu Nguyên Khánh bị Việt Kiều Mỹ thầy giang hồ và chi sát điên cuồng. Nếu kéo tình cảm với Á Hậu Nguyên Khánh không thành, Việt Kiều Mỹ này đã bỏ Mỹ về Việt Nam và tìm đến gia đình người yêu cũ của mình. Nguyên do có thể xuất phát từ mối quan hệ tình cảm giữa người đẹp với một Việt Kiều Mỹ. Ngày 14 tháng 4, cơ quan điều tra công an quận 11 ở thành phố đã cho biết họ đang điều tra vụ ông Trần Văn Tài 53 tuổi ngụ ở quận 11 đã bị xử gần như là đứt tay trái và cả gia đình ông là bị dọa lấy đi cuộc sống theo trình bày của ông Tài vào tối ngày 8 tháng 4 trên đường về nhà ông đã bị bốn thanh niên đi hai xe máy mặc một bộ đồ xanh áp sát xe ông rồi người ngồi sau đó lấy hung khí ra và xử vào tay của ông Do chúng ra tay quá nhanh, ông Tài không kịp nhìn mặt cũng như là biển số của xe. Ông Tài được đưa vào viện cấp cứu và bác sĩ đã xác định ông bị chém đứt hở 1 phần 3 xương quay và đứt hai tầng cơ rưỡi chung. Ông Tài, ông không có mâu thuẫn hoặc tư thủ với ai, nguyên nhân có thể liên quan đến chuyện tình cảm của con gái ông là Trần Ngọc Nguyên Khánh, từng là hoa khôi trường Đại học Hồng Bàng và á hậu cuộc thi người đẹp Hoa Anh Đào sau khi đạt danh hiệu Á hậu Khánh quen với Nguyễn, 37 tuổi là một Việt kiều Mỹ, chuyên gia về vi tính, theo thông tin cho biết như vậy, và thường xuyên gọi điện thoại về cấm Khánh giao tiếp với bất cứ bạn trai nào và không cho Khánh đi học tiếp vì sợ có người tán tỉnh Khánh. Ông Tài kể lại trong một lần du lịch qua Mỹ theo lời mời của người này. Còn ông đã phát hiện là Nguyễn đã có vợ con tại Mỹ nên rất đau khổ, đề nghị chia tay và chấm dứt mọi quan hệ. Đáp lại Nguyễn không đồng ý mà chửi mắng và thẳng tay đánh đập con tôi đến mức phải nhập viện. Sau đó Nguyễn bay về Việt Nam. Dẫn theo một số thanh niên hùng tợn đến hăm dọa buộc Khánh phải tiếp tục làm bạn gái của Y nếu không cả gia đình sẽ liên lụy. Những người thân của Khánh cho biết do luôn bị Nguyễn uy hiếp về thể xác lẫn tinh thần. Khánh đang bị stress nặng không dám bước chân ra đường thấy nghe tiếng chuông điện thoại hoặc chuông cửa là co rúm người lại Khánh sức cân do mất ăn mất ngủ nhan sắc xuống cấp Đến nỗi nhiều người không nhận ra đó là Á hậu ngày nào Dịp sau Tết vừa qua Nguyễn có về Việt Nam và ông Tài gặp Nguyễn Có van xin là hãy buông tha con gái ông Nguyễn ra điều kiện phải đưa Khánh qua Mỹ để nói chuyện chia tay Ông Tài không thể chấp nhận yêu cầu phi lý này Trước khi ra về, Nguyễn bắn tin sẽ phát tán những hình ảnh nhạy cảm của Khánh lên mạng. Tiếp theo, Nguyễn sẽ gửi nhiều thư điện tử cho gia đình Khánh với lời lẽ hăm dọa. Vào ngày 19 tháng 2 thì có 4 thanh niên trên người đành xăm cầm chai chân tay đến nhà ông Tài tại Đà Lạt để tìm vợ ông Tài và Khánh nhưng đã không gặp. Ngày hôm sau, 4 thanh niên tới tiệm ăn của ông Tài, một người trên xe bước xuống, cầm đá ném vỡ tủ kính khiến cho thực khách đã bỏ chạy tán loạn. Ngay sau đó Nguyễn đã gọi điện thoại trong tài báo rằng vụ đem đá đó là do đàn em của Nguyễn thực hiện. Bức xúc trước hành vi ngang ngược này, ông Tài đã đến công an thành phố Đà Lạt để mà trình báo. Sau đó gia đình á hậu Nguyễn Khánh phải bỏ dở kinh doanh tiệm ăn ở Đà Lạt chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên Người này cũng đồng bọn vẫn đeo bám và sau đó ông Tài đã bị chém ngay trên đường phố. Tôi và Châu Khánh mong cơ quan chức năng ngăn chặn hành vi xem thường luật pháp và của những kẻ này, đặc biệt là những người mà về quê hương lại thực hiện những điều như vậy. Vợ của ông chủ Facebook là con gái một trong một gia đình di dân. Gốc hoa và lớn lên đã gặp cảnh kỳ thị, thị và tôn theo nguyên tắc sống Gặp khó khăn thì hãy nín nhịn, nỗ lực hơn. Khiến cho bà Priscilla Chan chia sẻ về gốc gác gia đình thuyền nhân sau cuộc chiến Việt Nam đã phải vươn lên ở đất Mỹ ra sao với một tờ báo ở Anh, tờ Sunday Times. Trong một bài chia sẻ tạm dịch là Kim chỉ nam đạo đức của Mark Zuckerberg, bà Chan đã kể khá là nhiều về cuộc hôn nhân của hai người về lối sống được giáo dục từ nhỏ và cuộc sống gia đình hiện nay với tỷ phú Zuckerberg, ông chủ Facebook, cuộc nói chuyện dài với nhà báo Christie đề cập đến sự tương phản giữa cuộc sống của cặp đôi nổi tiếng này thời thơ ấu. Tác giả Christie viết rằng chen là con gái trong một gia đình di dân Hoa Việt lớn lên đã gặp cảnh kỳ thị và tuân theo nguyên tắc sống gặp khó khăn thì hãy nín nhịn và nỗ lực hơn. Từ nhỏ cô đã quen với cảnh cha của cô, đó là ông Dennis và mẹ của cô làm việc 18 giờ mỗi ngày ở quán ăn châu Á ở tại Boston, ở Hoa Kỳ. Theo BBC tìm hiểu thì quán có tên là Taste of Asia, do cha của cô mở ra sau khi định cư tại Hoa Kỳ. Sau này quán được sang tên cho một người chủ khác và có tên mới Phở và tôi. Bài báo đăng bức ảnh bé Chen do mẹ bé và ghi chú thích bà mẹ là người tị nạn gốc hoa từ Việt Nam. Và để chứng minh sự tương phản kèm đó là ảnh một cậu bé Mark hồi nhỏ năm 1984. Xin mở ngoặc rằng một số tờ báo Việt như Dân trí vì không hiểu tiếng Anh đã gọi cha mẹ của cô là người Trung Quốc từng sống ở Việt Nam. Các báo Việt cũng đã rất thích nhấn mạnh vào sự may mắn của cô gái gốc di dân cưới được một tỷ phú, điều hoàn toàn trái với những gì mà truyền thông Hoa Kỳ mô tả về vai trò quan trọng của Chen đối với chồng của mình. Bản thân cô xác nhận tôi là người gốc Hoa nhưng cả hai họ nội ngoại của gia đình đều sống tại Sài Gòn và họ muốn đi vượt biên sau năm 1975. Việc ông bà của cô chia các con đi các chuyến trên biển vô cùng mạo hiểm để nếu đứa này chết thì còn đứa kia. Đó là một bài toán mà người Mỹ bình thường không hiểu được, theo lời vợ của Mark Zuckerberg kể lại trong bài báo như vậy. Mẹ của cô đã vượt biên khỏi Việt Nam năm 12 tuổi theo cách đó và đã ở một trại tị nạn của Thái Lan vài năm. Mẹ của cô sau đó gặp Dennis, bạn của anh trai và hai người cuối cùng đã đoàn tụ với các thành viên khác trong gia đình ở Mỹ. Cô sinh ra ở Massachusetts vào năm 1985. Mark Zuckerberg thì sinh ra trong một gia đình gốc do Thái trung lưu tại New York và được ăn học đàng hoàng. Hai người gặp nhau tại Đại học Harvard, nơi mà chính bản thân Chen đã kể lại là tôi thấy mình không hợp với họ, ai cũng nói một giọng giống nhau. Hai người kết hôn vào năm 2012 và hiện có hai con gái. Bài báo muốn nhấn mạnh rằng gốc gác di dân từ Việt Nam của cô khiến cho cô là người kéo chồng trở lại thực tại và muốn làm các công việc từ thiện. Các hoạt động này dẫn tới chỗ họ lập ra một quỹ CGI với tên là họ Trần đứng trước. Theo như cô giải thích, việc đặt chữ Chen trước Gercomr chỉ đơn thuần là họ chọn cách ưu tiên theo thứ tự chữ cái mà thôi. Trang quỹ nói là họ muốn dùng công nghệ và các giải pháp từ cộng đồng để tạo ra tương lai cho tất cả mọi người không loại trừ ai. Công tác từ thiện này là cao quý và như cô đang là kim chỉ nam cho định hướng luân lý của chồng. Nhưng tác giả Christie lại đặt câu hỏi liệu là nó có bù đắp được bao nhiêu cho những điều tai hại mà chính Facebook bị cáo buộc đang gây ra hay không? Facebook phải làm gì trước cách thu thập tiền khủng và trước bệnh tâm thần cho các bé gái cho thông tin sai lạc của mình? Chưa kể lời cáo buộc của nhà báo được Nobel Hòa Bình năm nay, Maria Risa, Nói rằng Facebook là mối đe dọa cho nền dân chủ, bà Christie có hỏi như vậy. Mới đây nhất 17 tờ báo và cơ quan truyền thông quốc tế, gồm cả Washington Post, vào ngày 25 tháng 10 cũng nêu cáo buộc rằng ông Mark Zuckerberg cũng đã đích thân ký cam kết với chính phủ Việt Nam để hạn chế những bài viết được gọi là chống nhà nước. Trả lời BBC hồi cuối năm 2020, về vấn đề này thì Facebook thừa nhận phải chặn những nội dung bị chính phủ Việt Nam yêu cầu xóa nhưng để cho người bên ngoài vẫn xem được. Kết luận bài phỏng vấn trên magazine của Sunday Times, nhà báo của trang báo Anh nói và hy vọng trách nhiệm đáp trả lại cho xã hội của Facebook sẽ được cặp đôi Mỹ trẻ tuổi và có tầm ảnh hưởng trên thế giới làm thật như là lời hứa của cô chàng. Nhớ lại năm 2015 sau khi con gái của cô ra đời, Họ đã nêu cam kết là sẽ hiến tặng là 99% tài sản, bắt đầu bằng việc mỗi năm sẽ hiến tặng 1 tỷ đô la Mỹ cho công tác từ thiện của mình. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng